Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình. Sau đây tôi xin phép được trình bày về bài vai trò phẫu thuật trong chẩn đoán và điều trị ung thư buồng trứng. Trong nội dung trình bày hôm nay, tôi sẽ nói qua một chút về đại cương của ung thư buồng trứng, về phẫu thuật công phá tối đa thì đầu của ung thư buồng trứng, phẫu thuật công phá u lần thứ hai và phẫu thuật triệu chứng. Như các bạn cũng đã biết, ung thư buồng trứng là một ung thư phụ khoa thường gặp, đặc biệt nó là nguyên nhân tử vong hàng đầu trong các bệnh lý ung thư phụ khoa. Theo GLOCAN 2020 mới nhất, thì thế giới ung thư buồng trứng đứng thứ 8 và đứng thứ 7 trong tỷ lệ tử vong của phụ nữ nói chung. Đặc biệt Việt Nam thì có số ca mới mắc là khoảng 1.404 và số tử vong là 923. Thể giải phẫu bệnh chủ yếu của ung thư buồng trứng là thể biểu mô, chiếm khoảng 80-90%. Ngoài ra có một số các cái thể khác như thể tế bào mầm và thể sinh dục. Đặc biệt là trong cái thể biểu mô của ung thư buồng trứng thì phải đến 75% bệnh nhân đến ở giai đoạn muộn, giai đoạn 3 hoặc giai đoạn 4. Và đến thời điểm này, điều trị tiêu chuẩn của ung thư buồng trứng, điều trị vẫn là công phá u tối đa, tiếp theo sẽ là hóa chất Betaxan và Palladium. Công phá u tối đa là yếu tố tiên lượng quan trọng nhất cho thời gian sống thêm. Trong phẫu thuật của ung thư buồng trứng thì có thể là phẫu thuật ban đầu, kỳ đầu, hoặc là phẫu thuật giữa kỳ, hoặc là phẫu thuật trong cái thời sau khi bệnh nhân bị tái phát. Với phẫu thuật công phá u tối đa thì đầu là khi mà bệnh nhân vừa được đến, được chẩn đoán, ta sẽ dựa trên khám lâm sàng, cận lâm sàng, các xét nghiệm, ta đánh giá để phẫu thuật. Thì nguyên tắc để điều trị với thì đầu là ưu tiên hàng đầu ở mọi giai đoạn, và trừ ở những cái bệnh nhân mà giai đoạn 3-4 mà thể trạng bệnh nhân quá suy kiệt, hoặc kinh nghiệm phẫu thuật viên không cho phép, hoặc phẫu thuật công phá u tối đa khó làm được. Với phẫu thuật công phá u tối đa sẽ là phải cắt tử cung, buồng trứng, mạc nối lớn, giảm thiểu u một cách tối đa, lấy tất cả các nhân di căn ổ bụng được càng nhiều càng tốt, để làm sao đặc biệt tất cả các nhân di căn kích thước còn lại là ít nhất. Và kích thước khối u còn lại liên quan chặt chẽ tới kết quả đáp ứng với cả hóa chất sau mổ và thời gian sống thêm. Trong đấy thì có cái điều trị phẫu thuật bảo tồn trong giai đoạn sớm với một số các cái trường hợp mô bệnh học tốt. Với giai đoạn ung thư buồng trứng giai đoạn 1 và giai đoạn 2, 3, 4 thì nó có một chút khác nhau. Nếu mà bệnh nhân còn có trẻ cân nhắc muốn còn trẻ tuổi, còn cân nhắc muốn được có nhu cầu sinh con, ta sẽ có cái phẫu thuật bảo tồn. Còn với trong giai đoạn 1 thì ta sẽ phải mổ mở hoặc mổ nội soi, thì tùy vào từng bệnh nhân. Trong đấy đặc biệt là ta phải để chẩn đoán được chính xác đây là giai đoạn 1, là sẽ dựa bằng cái việc là lấy được dịch ổ bụng, dịch hoặc là dịch rửa ổ bụng, sinh thiết tất cả các vị trí phúc mạc có thể, từ rãnh đại tràng lên, rãnh dạ dày xuống, vòm hoành, tiểu khung, phẫu thuật cắt tử cung toàn bộ, cắt hai phần phụ, cắt mạc nối lớn, và đặc biệt là phải đánh giá được cả hạch chậu và hạch chủ bụng. Bởi vì nếu như giai đoạn 1 mà có đánh giá trên lâm sàng là giai đoạn 1 nhưng mà thực tế là mổ mà có hạch chậu và hạch chủ bụng thì nó lại sang một giai đoạn khác. Với ung thư buồng trứng giai đoạn 2, 3, 4 ta cũng cắt tử cung toàn bộ, hai phần phụ, cắt toàn bộ mạc nối lớn. Đặc biệt là phải phẫu thuật lấy chọn khối tốt nhất để làm sao khối tổn thương còn lại là ít nhất dưới 1 cm, hoặc tốt nhất là không còn tổn thương trên đại thể. Có thể cắt bỏ u cùng các tạng bị xâm lấn, ví dụ như ruột non, các đại tràng, gan, lách, ruột thừa, bóc phúc mạc và những tổn thương u có dính đến. Mục tiêu cuối cùng là để không còn u trên đại thể. Vết hạch hoặc vết hạch chủ bụng hoặc là vết hạch chủ bụng. Trong đấy vừa rồi tôi có nói qua về phẫu thuật bảo tồn chức năng sinh sản. Đây là một cái phẫu thuật mà có thể bảo tồn buồng trứng đối bên hoặc là bảo tồn thậm chí cả tử cung, để áp dụng cho những bệnh nhân giai đoạn sớm hoặc là cái độ ác tính thấp như là giai đoạn 1A hoặc 1C và mô bệnh học tốt, ví dụ như là thể giải phẫu bệnh là giáp biên hoặc ung thư tế bào mầm. Và đặc biệt là bệnh nhân phải còn có nhu cầu bảo tồn chức năng sinh sản và phải được phẫu thuật viên đánh giá chính xác giai đoạn. Đây là một số các cái hình ảnh trực tiếp tôi là người mổ cho bệnh nhân. Ví dụ hình ảnh bên tay trái thì là một bệnh nhân ở giai đoạn 1A, thì là nhìn ở đây thì là nhìn thấy rất là nhẵn, không có di căn gì hết, tất cả các cái vị trí phúc mạc xung quanh thế, và nhưng mà đến khi mà lấy u ra bên ngoài và bổ ra bên trong thì nó sủi ở bên trong khối u, và chúng tôi cũng làm là lấy trọn vẹn u cả một bên và sinh thiết tất cả các cái vị trí cần thiết để đánh giá giai đoạn chính xác. Và cái bệnh nhân ở bên tay trái thì đây là một cái bệnh nhân ở giai đoạn 1C, u sủi vỡ vỏ ra bên ngoài. Một số các bệnh nhân ở giai đoạn khác, ví dụ như là các cái tổn thương đây là mạc nối lớn đóng bánh, hoặc là tổn thương u nó dính vào đại tràng sigma, các cái tổn thương ở mạc nối lớn, hoặc là có cái tổn hình ảnh ở giữa là cái hình ảnh mà trực tiếp tôi mổ hôm đấy là u nó dính cả vào mặt sau phúc mạc tiểu khung và dính vào cả phần đại tràng sigma.
đây, hoặc là một số các tổn thương nó ăn vào mạc treo của ruột, thế và mạc nối lớn. Và ví dụ như hình ảnh này thì là cái tổn thương này ăn toàn bộ phần phúc mạc tiểu khung, ăn toàn bộ tử cung và đại tràng sigma. Và hình ảnh sau mổ, sau khi lấy được công phá u tối đa thì bóc được toàn bộ tất cả cái phúc mạc vùng tiểu khung, bóc toàn bộ những cái phần mà phúc mạc của ruột để làm sao không còn tổn thương u trên đại thể, VR0. Và tóm lại là phẫu thuật kỳ đầu là phẫu thuật để làm sao u còn lại càng ít càng tốt, để thời gian sống thêm không bệnh và thời gian sống thêm toàn bộ càng kéo dài. Các cái nghiên cứu với 465 bệnh nhân ở giai đoạn 3C thì đặc biệt là với những bệnh nhân mà còn không có, chỉ còn ở vi thể, đại thể không nhìn thấy u thì thời gian sống thêm đến 106 tháng. Với những cái bệnh nhân mà u trên 1cm thì chỉ còn 33 tháng, tức là nó cách khoảng đến gần 2,5 lần. Tóm lại, các cái hiệp hội phụ khoa bây giờ, ví dụ như là GGIG, thì dựa trên các cái thử nghiệm lâm sàng về ung thư buồng trứng thì có cho ra một cái khuyến cáo là công phá u tối đa là không còn nhìn thấy được tổn thương trên đại thể. Phẫu thuật giữa kỳ là phẫu thuật với những bệnh nhân mà đã được phẫu thuật sau khi hóa trị. Đây là phẫu thuật áp dụng được cho những bệnh nhân không thuận lợi mà có thể cũng không thể có thể phẫu thuật được công phá u khởi đầu, hoặc ở những bệnh nhân đã được phẫu thuật nhưng mà công phá u không được tối ưu trong cái thời đầu và xác định. Và nếu mà phẫu thuật này thì ta có thể đánh giá được là cái nhóm bệnh nhân có thể kháng hóa chất, và với một cái nghiên cứu của EOICT cho thấy là không có sự khác biệt về sống thêm giữa hai nhóm bệnh nhân được phân ngẫu nhiên hoặc phẫu thuật công phá u khởi đầu hoặc hóa chất tiền phẫu. Và kết luận đây là có sự không khác biệt về sống thêm toàn bộ một số các cái dữ liệu. Phẫu thuật giữa kỳ này có khó khăn trong phẫu thuật công phá với những cái không so với cả cái công phá phẫu thuật tối đa thì đầu, thì ví dụ như là với những bệnh nhân tuổi cao, thể trạng yếu, bệnh lý đi kèm, vị trí u có thể khó lấy khi mà ngay lần đầu một số các vị trí hiểm hóc trong ung thư buồng trứng, trong ổ bụng, tầng trên ổ bụng và tầng dưới ổ bụng, ví dụ như là vào mạc treo ruột non này, hoặc là vào khối u di căn xâm lấn vào dạ dày này, vào đại tràng này, u xâm lấn tá tràng hoặc tụy này, u xâm lấn các mạch máu lớn trong phần gan, mạch tạng, mạch cửa, nhu mô gan, phổi hoặc hạch trung thất. Và có cái so sánh một số các cái nghiên cứu hồi cứu gợi ý rằng phẫu thuật giữa kỳ so với phẫu thuật công phá u lần đầu thì có thể làm tăng cái nguy cơ bệnh nhân kháng platinum, và khi tái phát thì bệnh cũng sẽ kém nhạy cảm với cả platinum hơn. Phẫu thuật giữa kỳ thì tỷ lệ đạt công phá u thì lại tối đa ưu hơn thế so với đầu kỳ, và giảm tai biến và biến chứng, cũng như là giảm cái tỷ lệ chuyển máu và cũng giảm làm cái tỷ lệ làm hậu môn nhân tạo hơn so với cả cái phẫu thuật lần đầu. Đây là cái phẫu thuật mà đây là một số các cái hình ảnh mà tôi nội soi chẩn đoán, và sau đấy thì để cho chuyển hóa chất tiền phẫu, xong sau đó thì chúng tôi mới công phá. Và đặc biệt là đây là một số hình ảnh trước mổ và sau khi hóa chất xong, thì có thể các bạn thấy đến khi mà phẫu thuật giữa kỳ thì cái hình ảnh, đây là tất nhiên cũng không phải là tất cả, nhưng mà đây là một cái bệnh nhân rất là may mắn là tan được sạch sẽ u. Đây tử cung, phúc mạc, nhẵn nhụi luôn mạc nối lớn. Trước là hình ảnh đóng bánh nhưng bây giờ thì nhẵn luôn, không còn một tí tổn thương nào hết. Phẫu thuật công phá u lần 2 là dành cho những cái bệnh nhân mà tái phát. Thì tại thời điểm này thì vai trò của phẫu thuật công phá u khi bệnh nhân tái phát thì cũng vẫn chưa được khẳng định rõ ràng. Thế nhưng mà lựa chọn bệnh nhân dựa vào cái khoảng thời gian bệnh nhân tái phát và có khả năng, và cái khả năng có thể công phá được u tối đa hay không, u còn lại trên đại thể còn ít hay còn nhiều. Mặc dù các nghiên cứu hồi cứu kết quả gợi ý rằng khoảng thời gian không bệnh và u tồn dư sau mổ ít, thể trạng bệnh nhân tốt, phẫu thuật công phá u lần 2 có thể đem lại lợi ích cho bệnh nhân. Một số các nghiên cứu như desktop 1, desktop 2, desktop 3 thì có đánh giá ung thư buồng trứng tái phát lần 1 với cái điểm AGO dương tính. Thì ví dụ AGO thì được đánh giá dương tính khi có 3 yếu tố như là chỉ số ECG-OG là 0, không còn tổn thương u ở lần phẫu thuật đầu tiên, và dịch ổ bụng thì dưới 500ml. Mục đích chính là để đánh giá về thời gian sống bệnh toàn bộ và các mục tiêu khác như là thời gian sống bệnh không bệnh và phẫu thuật lấy hết u và gánh nặng điều trị. Thế và phân tích dưới nhóm của desktop 3 thì các bạn có thấy có 2 nhóm, thì nhóm chỉ phẫu thuật. Thì với nhóm chỉ phẫu thuật thì riêng cái phẫu thuật mà lấy hết u thì cái thời gian sống thêm tốt hơn rất nhiều, gấp đôi, tức là 61,9 tháng so với phẫu thuật còn u là khoảng 28,8 tháng. Nhưng mà nếu mà so sánh giữa nhóm mà không phẫu thuật và nhóm phẫu thuật lấy hết sạch u thì phẫu thuật lấy hết sạch u trên đại thể cũng sẽ tốt hơn với nhóm không phẫu thuật là giữa 61,9 tháng với cả 46 tháng. Và tóm lại đến thời điểm này, các hiệp hội về của ung thư phụ khoa thì có đưa ra cái khuyến cáo, ví dụ như FIGO thì đưa ra khuyến cáo là lợi ích sẽ đạt được ở nhóm bệnh nhân lấy hết u trên đại thể. Bệnh nhân có khoảng thời gian tái phát dài khoảng 12 đến 24 tháng và u khoảng 1 đến 2 u mà đạt được
chỉ còn khoảng 1 đến 2 u và lấy được nhiều nhất có thể. Còn NCCN thì của cái phiên bản mới nhất tháng 2 năm 2023 thì có khuyến cáo là phẫu thuật công phá u tối đa lần 2 được khuyến cáo cho bệnh nhân ung thư buồng trứng tái phát sau 6 tháng, thể trạng tốt, không có dịch ở bụng, có số lượng u tái phát giới hạn có thể lấy được bỏ hoàn toàn. ESMO thì cho rằng lợi ích sống thêm chỉ đạt được đối với bệnh nhân phẫu thuật lấy được hết u và bệnh nhân có 2 trên 3 tiêu chuẩn như phẫu thuật lấy hết u ở lần đầu tiên, thể trạng tốt và không có dịch ở bụng. Đây là một số các cái hình ảnh bệnh nhân phẫu thuật ung thư buồng trứng tái phát. Thì ví dụ như bệnh nhân đầu tiên của tôi là một bệnh nhân tái phát đơn độc duy nhất ở tại lách. Thế và chúng tôi đã cắt lách toàn bộ. Đây là và bổ ra thì tổn thương ung thư ở bên trong di căn và nhu mô lách. Cái tỷ lệ này cũng rất là hiếm, ung thư buồng trứng mà di căn và nhu mô lách. Cái trường hợp thứ hai nữa là di căn và chính mắc treo, và cái này nó ngay sát gốc mặt treo luôn, cái ảnh ở giữa. Và ảnh thứ ba thì là xâm lấn vào cái phần đại tràng sigma, và chúng tôi cũng cắt gọn hết sạch. Trong ung thư buồng trứng, ngoài phẫu thuật thì đầu, phẫu thuật giữa kỳ, phẫu thuật tái phát thì còn có phẫu thuật triệu chứng. Thì phẫu thuật triệu chứng có thể dành cho những cái bệnh nhân ung thư buồng trứng mà sau khi mổ có thể là bệnh đáp ứng nhưng mà có dính ruột và tắc ruột sau mổ, hoặc là với những bệnh nhân mà có u tiến triển sẽ chèn ép gây làm bệnh nhân khó đi ngoài thì sẽ phải làm cái hộp u nhân tạo để giúp cho bệnh nhân đi vệ sinh được, hoặc là có thể chèn vào niệu quản thì mình có thể là cắt nối bằng quang, cắt nối niệu quản gắn vào bằng quang, hoặc là đưa niệu quản ra ngoài da, hoặc là có một số các cái phẫu thuật triệu chứng dành cho chảy máu trong u. Tóm lại, phẫu thuật triệt căn và đánh giá giai đoạn chính xác cho ung thư buồng trứng ở giai đoạn sớm. Phẫu thuật bảo tồn cho ung thư buồng trứng giai đoạn sớm với thể mô bệnh học tốt, ví dụ như u tế bào mầm ở phụ nữ có nguyện vọng bảo tồn chức năng sinh sản. Phẫu thuật công phá u tối đa là phần quan trọng nhất trong điều trị ung thư buồng trứng. Những nỗ lực của phẫu thuật cần cố gắng lấy tất cả u có thể nhìn được để đạt được u không còn trên đại thể. Hóa chất tiền phẫu áp dụng cho bệnh nhân mà có không phù hợp với cả phẫu thuật ban đầu. Phẫu thuật công phá u lần 2 đem lại lợi ích sống thêm cho bệnh nhân lấy hết u về mặt đại thể. Đánh giá khả năng phẫu thuật lấy được hết tổn thương là quan trọng và cũng khó khăn. Xin cảm ơn các bạn ạ.